đó mà cái thời nhỏ nhỏ mà đi với cha cha mình nuôi tôm thì cũng năm 2000 lẻ mấy rồi, cha mình thì mất rồi, nói chung là cũng không còn nữa, nhưng mà mình học hỏi nhiều lắm. Thì cái lúc mà ví dụ như những cái giai đoạn mà mưa rồi nọ đó thì thấy mặt cha rất là gầu, lo nhiều thứ lắm. Và đôi khi lúc đó còn nhỏ lắm, nói chung là tầm cỡ học lớp 6, lớp 7 rồi gì đó, còn mà từ năm 2000 lẻ mấy là bắt đầu nghề nuôi tôm. Thì trời mưa gió cỡ nào cỡ đó, thì đó mình nhỏ nhỏ mình cũng không biết gì, ví dụ là ra chòi ngủ rồi thôi. Thì cỡ nào cỡ đó, thì mưa là cha cũng đi ra tạt vôi, mặc cái áo mưa bộ ngày xưa đó, thì lúc nào cũng vậy chứ, nói chung là mưa lớn cỡ nào cũng cũng phải cố gắng. Thì mình thấy được cái cuộc sống mà để nuôi tôm đó, nó rất là vất vả chứ không phải đơn giản đâu. Kể cả mình lớn lên bắt đầu khi mà Di nuôi tôm, Di mới hiểu một điều đó là mình để có được một con tôm đó, là mình phải rất là cực khổ. Thì ở Bạc Liêu mình đó là trong mấy ngày gần đây đó, thì mưa lớn lớn hơn nhiều là do áp thấp nhiệt đới. Thì nói chung cái việc mà để bảo vệ cái con tôm mình á, khi mà Di làm kinh doanh, nói chung là Di cũng nói thật sự á, là không phải mình làm để kiếm tiền không, mình cũng mang một cái nỗ lực để mà mình cố gắng với anh em với quý bà con là làm sao bảo vệ được con tôm. Thật sự nghe mà anh em trúng tôm Di rất là mừng, thật sự luôn. Ai có gì cả, khách hàng hay là không phải khách hàng cái gì, hay là ai điện lại hỏi cái gì thì Di cũng tư vấn nhiệt tình, nói chung là mình biết gì mình chỉ đó, hay là mình không biết thì mình học hỏi. Thì mình thấy được đó là cái việc mà trong những giai đoạn mưa như thế này là thì mình để bảo vệ con tôm thì rất là khó. Thì những cái gì mà từ những năm 5 năm trước, 10 năm trước mà trải qua mà Di thấy hay đó, thì Di sẽ chia sẻ lại. Thì mình làm từ những cái khâu đơn giản thôi, giống như cái Di nói hồi nãy, cái khâu mà tạt vôi đồ gì đó, nó rất là quan trọng trong cái việc mình nuôi tôm. Mà nếu như trong giai đoạn này đa số cái pH và cái kiềm nó sẽ thấp xuống, mà chúng ta bảo vệ cái tôm mình đó, chúng ta không phải là những giai đoạn lúc trước á, ví dụ chúng ta một ngày chúng ta tạt một lần, nhưng mà giai đoạn mưa nhiều như thế này nè, ví dụ như cái trận mưa buổi sáng á, chúng ta đã tạt vôi rồi, nhưng mà chiều nay bắt đầu đã mưa lên thêm 2 tấc nước, 1 tấc nước nữa thì dâng lên nữa, thì cái lượng nước mưa trong nó xuống ao mình nó quá lớn. Thì khi mà nó xuống ao quá lớn như thế thì bắt đầu là cái kiềm cái pH nó tuột xuống, nó tuột xuống với cái nó cái nồng độ axit trong nước mưa nó lại tăng, và vốn dĩ khi mà mưa nhiều thì tôm mà nó lọt nhiều nữa, và nó cộng hưởng lại. Nếu như mình không có đấu đầu, không có đấu với nó đó, thì mình thấy được á, là nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Vấn đề là sức đề kháng của tôm nó sẽ yếu xuống, yếu xuống là do là môi trường nó bị thay đổi nhiều quá, kiềm tuột, pH tuột, nhưng mà axit trong nước mưa nó lại cao lên, trung hòa vào, bắt đầu là tôm mình nó rẽ đi ao bạc, thì nó rất là dễ rớt cục thịt trong giai đoạn mưa này. Đặc biệt là những cái ao mà độ mặn bây giờ mà chỉ còn khoảng dưới 5 phần ngàn luôn, hoặc là 5-7 phần ngàn, cái độ mặn thấp, những cái ao mà gần biển thì nó đơn giản hơn, thì chúng ta phải bù, đó là bù pH cho nó tăng lên và bù kiềm cho nó tăng lên, để mà nó vừa lột ra cái nó có kiềm làm vỏ liền. Thì bằng cái giải pháp đơn giản thôi, trong giai đoạn mưa này thì chúng ta sử dụng những cái gốc vôi, chúng ta đừng có sử dụng vôi đá không. Vôi đá thì nó chỉ là vôi đá là cái gốc mà CO á, thì nó không không tạt được nhiều trong nước. Thì ví dụ chúng ta tạt chỉ 3 kg, 5 kg, tối đa lắm tầm có 1 chục ký trên 1.000 khối thôi. Nhưng mà chúng ta sử dụng gốc dolomit á, dolomit và canxi, giai đoạn này chúng ta cứ vác ra ngoài thì cái gốc chòi, gốc vuông chúng ta để sẵn hết đi, kể cả gốc chòi của mình, cái chỗ mà chúng ta tạt vôi ấy, chúng ta dựa một cái đống vôi chỗ đó đó, chúng ta lấy cao su chúng ta che lại, hay là chúng ta cắt cái chòi cho nó luôn. Tối ví dụ như tầm cỡ 10 giờ này bắt đầu dứt mưa chút xíu, chúng ta ra chúng ta tạt mới, chúng ta ra chúng ta tạt mới, chúng ta ra tạt mới gì đó, để vôi nó khử cái nồng độ nước mưa, trong nước mưa mình đó là cái nồng độ axit là cao, và nó bù lại là thành cái môi trường kiềm và kiềm cao lên, thì tôm nó lọt ra thì nó đỡ gặp vấn đề. Đó là cái trong giai đoạn mùa mưa này để chúng ta bảo vệ. Trong những ngày gần đây là mưa rất là lớn, áp thấp nhiệt đới là sát bờ ở miền Nam mình đó, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang rồi đó, thì bắt đầu là mưa rất là lớn. Thì mình bảo vệ cái bầy tôm mình nó đấu với nước mưa là như vậy, là cái yếu tố đầu tiên chúng ta bảo vệ cái môi trường. Một cái thứ hai là bắt đầu là độ đục đục nó xối cái bờ xuống, khi trên ao đất nó xối xuống nhiều á, thì chúng ta phải bảo vệ làm sao giữ cho nó đừng có đục quá, đặc biệt là những cái bầy tôm mà tầm cỡ 50 mấy ngày đổ đi á. Nếu chúng ta mà để nó đục quá đó thì khi mà nó lột ra nó cũng bị rớt mềm luôn, hoặc là khí độc nó lên, ví dụ như NO2 nó lên chừng 1-2 chấm thì nó sẽ rớt luôn, NH3 nó lên chừng không phẩy mấy mg thôi bắt đầu là nó rớt thịt.
Thì chúng ta bảo vệ con tôm mình nó là bảo vệ từ cái môi trường, bảo vệ lên, bảo vệ từ cái nơi nó sống, bảo vệ đi lên, chứ không phải ngày hôm nay chúng ta đợi tới tôm mình suy, tôm mình bệnh rồi bắt đầu mình đi trị. Thật sự trị không được. Thì khi chúng ta bảo vệ cái xử lý độc á, là chúng ta tăng cường cái thằng mà bên Duy có một cái dòng đó là dòng xử lý độc bằng vi sinh á, thì 1.000 khối chúng ta sử dụng bằng 200-300 gram, 200 gram thôi, gói này gói nguyên ký. Thì chúng ta áp làm sao đừng có độc quá thì nó sẽ đỡ. Còn để mà nó đục mà lên cáo mà quặn sình luôn á thì tôm mình nó rất là dễ gặp vấn đề. Đó là trên ao bạc, ý trên ao đất. Còn trên ao bạc á, chúng ta đừng có để lợn cọn nhiều quá trong giai đoạn này. Cọn một ít thôi là bắt đầu là tôm mình nó gặp rất là dễ bị gặp vấn đề, tại vì vốn dĩ mưa, lượng nước mưa chụp xuống quá lớn mà tôm mình nó không có mạnh được. Thì nó, nếu mà bị tôm mạnh thì nó nhận nước của bình thường. Mà Duy có đặt ruồi, mà Duy thu hoạch, mà Duy có lai lên trực tiếp á, là cái bầy tôm đó dính những cái đám mưa và những cái giai đoạn mưa là hình như là gần tuần lễ, nhưng mà nó lướt qua bình được bình thường. Thì mình cứ bù vôi vào để mà cho nó, mình cứ xiên lên tí, ví dụ như là hồi sáng mình đã tạt rồi, hay là hồi chiều mình đã tạt rồi, nhưng mà tới 8-9 giờ này á, mưa bắt đầu mưa nữa tới 8 giờ thì bắt đầu mình đóng nữa gì đó. Sau đám mưa mình thấy lớn lớn gì mình đóng bao hay bao được lại cũng không sao chứ. Mình cứ có cái đầu đo kiềm với đo pH trong chòi mà nó, mình múc nước lên mình coi thử nó chưa pH chưa cao thì mình đưa vô xuống, pH chưa cao mình đưa xuống. Mình ví dụ như 1.000 khối mình quýnh một bao Dolomite thì mình một lần mình quýnh bao thôi, đừng quýnh nhiều quá. Ví dụ như đừng có nghĩ là một lần quýnh 5 bao 10 bao thì nó không đúng. Ví dụ như một lần mình quýnh một bao 3 tiếng đồng hồ sau hay là 2 tiếng đồng hồ sau mình quýnh thêm bao nó vẫn được bình thường, không gì cả. Tại vì mình quýnh một lượng nhiều quá trong một lần quýnh thì bắt đầu là nó sẽ hết vô mang. Đó là về cái vấn đề là chúng ta bảo vệ cái môi trường và tập trung xấy sâu vào hai chỉ số đó. Thì đến giai đoạn mưa nhiều này thì tôm nó sẽ lột nhiều, và chúng ta bù khoáng bằng cái giải pháp là trộn vào chỗ ăn thì nó đỡ tốn tiền. Thì giai đoạn này là bên Duy cũng có triển khai cái dòng đó là cái dòng Romat, là nó sẽ đỡ tốn tiền rất là nhiều nhưng mà nó rất là hiệu quả. Tại vì khi mà con tôm nó tập trung nó ăn thì nó sẽ hấp thụ được nhiều hơn, và cái chi phí nó rẻ hơn. Một lon này chỉ có 100 ngàn thôi. Một nếu mà chúng ta lấy một thùng á, thì 24 kg thì nó cũng không có nhiêu tiền cả. Một vụ nuôi giỏi lắm, ví dụ như chúng ta xả 200 ngàn con tôm luôn nha, một vụ nuôi chúng ta xài tối đa chừng 1 thùng 2 thùng à, thì đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng mà nó giải quyết được cái vấn đề mà khoáng nó lọt ra, nó đỡ cái tình trạng là thiếu khoáng hay là công thân đục cơ do mưa nhiều, hay là giai đoạn mà tôm nó lọt nhiều, lọt xác nhiều á, nó đỡ. Còn mà ví dụ chúng ta để mà tôm mà nó thiếu khoáng nó lọt, nó lộn ra mà nó mềm nhỏ trong giai đoạn này thì nó sẽ rất là dễ cứng vỏ. Qua một cái vấn đề trong giai đoạn mà mưa dập mưa nhiều thế này là tôm mình ăn yếu, và hình như là bầy tôm nào cũng vậy cả, hơn 80% thì bầy tôm nào bị mưa dập và mưa dầm với một cái lưu lượng lớn thế này thì tôm mình nó sẽ ăn yếu. Và chính vì tôm mình ăn yếu như thế thì bắt đầu là nó sẽ xảy ra hệ lụy là: một, kéo dài thời gian; hai là khi mà tôm mình ăn yếu thì nó sẽ chậm phát triển, hoặc là những cái bầy tôm mà giai đoạn mà ba mấy ngày mà nó ăn yếu thì nó sẽ có một cái thói quen là bị còi luôn. Thì bây giờ mình đấu với cái vấn đề ăn yếu này thì chúng ta sẽ có nhiều giải pháp. Thì trong giai đoạn này thì bên Duy có một cái sản phẩm đó là kích mồi. Thì con tôm chủ yếu là nó sẽ tìm thức ăn và nó không có thấy đường ở dưới nước đâu. Con tôm ở dưới nước nó không thấy đường, con mắt của nó đó, ví dụ như nó thấy thì thấy ít thôi, nhưng mà vốn dĩ mà nó để bắt mồi được và nó kiếm mồi được đó là qua cái gâu. Thì chúng ta nên kích mồi nó, ví dụ như nó yếu ăn trong giai đoạn mà mưa dập như thế này á, là có thể là nó yếu ăn là do về mưa dập thì nó yếu ăn. Thì chúng ta nên cải thiện là chúng ta trộn kích bắt mồi cho nó thơm mồi lên thì bắt đầu là tôm nó sang mạnh. Và cái sản phẩm Aquamax này á là bà con xài nhiều lắm. Nói chung là cái sản phẩm này là hình như là ai xài cũng rất là thích, và Duy cũng phân phối và cũng giống như ao nhà của mình á, đang xài cái dòng này rất là nhiều. Và mình cũng triển khai những cái vụ rồi thu hoạch lên thấy nó hiệu quả, và thấy tôm mà nó tăng trọng, nó rút xay nhanh. Ví dụ như giai đoạn mưa bão, trong những cái giai đoạn mà thời tiết mưa bão hàng năm thì nói chung chúng ta không đỡ nổi, thì năm nào nó cũng vậy cả, không lẽ là mùa mưa chúng ta không nuôi đúng không. Thì để mà đấu với những cái giai đoạn này á, để đỡ mất thời gian. Ví dụ như mà ngày hôm nay chúng ta nuôi một vụ tôm là 3 tháng, nhưng mà không lẽ mưa tới gần 1 tháng trời, trong đó ví dụ như có những đợt mưa kéo cả tuần, rồi một đợt kéo cả tầng gì đó, không lẽ tôm mình yếu ăn đôi khi là nó lú ra thêm 20 ngày nữa, thay vì bây giờ chỉ có 90 ngày là về 40 con, nhưng bây giờ chúng ta nuôi tới 105 ngày mới về 40 con thì chi phí nó lên, rồi cuối cùng chúng ta thu hoạch nó không lời.
là chúng ta giảm giảm chi phí bằng cách là chúng ta rút rút sai. Dòng này giờ vừa kích mồi và vừa đó là tăng trọng luôn, để chúng ta đỡ mất thời gian. Có nghĩa là những chúng ta phải dính những cái đám mưa trong năm, có nghĩa là trong hàng năm thì phải có cái mùa mưa này, còn mùa nắng thì nó có vấn đề mùa nắng, mùa mưa này thì có vấn đề mùa mưa, thì chúng ta để cho nó đỡ gặp vấn đề đấy. Và tập trung về cái ruột tôm nữa, nếu trong giai đoạn mùa mưa này chúng ta cứ bám sát những cái dòng để tăng cường cái lợi khuẩn đường ruột thì tôm nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ ổn định. Đó là về cái giải pháp để mà chúng ta bảo vệ bầy tôm của mình đó, là với cái thời tiết mưa dầm như thế này, lưu lượng lớn thì chúng ta bảo vệ để mà qua. Nhưng mà cái tích cực của cái giai đoạn mưa này á, là hình như là tôm của mình á là lớn rất nhanh, và nếu mà chúng ta bảo vệ được á, tôm mình nó lột, tại vì nó lột xác liên tục, đó là lý do tại sao mà mùa mưa á, tôm mình thấy nuôi nó lớn có lý hơn là mùa nắng, là tại vì cái tốc độ lột xác nó cao, mà chúng ta không có bổ sung, chúng ta không có bù lại cho nó thì đôi khi nó gặp vấn đề. Thì hy vọng rằng những cái đơn giản mà nhỏ nhỏ như thế đó mà Duy sẽ hỗ trợ và giúp được cùng tất cả chúng ta để đẩy bầy tôm về đích thành công, đẩy bầy tôm mình nó về có kết quả tốt. Thì Duy rất là cảm ơn quý vị các bạn đã luôn đồng hành cùng Thủy Sản Yến Duy, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men, đồ nghề thủy sản, lắp đặt ao bạc công nghệ cao, uy tín, làm thương hiệu. Xin chúc các bạn một vụ mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào.